Xin chào các bạn, chào mừng đã trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi, năm 2021, một năm khá buồn với những ai yêu phim ảnh ở nước ta sẽ khép lại. Nhưng mà không ngờ là chỉ trong vài tuần cuối năm mà cộng đồng yêu phim ở Việt Nam lại sôi động hẳn lên. Tất cả đều nhờ bộ phim Spider-Man No Way Home, Người Nhện Không Còn Nhà. Bộ phim này hot đến mức dù ở một số nơi tại Việt Nam rạp chiếu phim chưa mở cửa do dịch, nhưng mà khán giả ở những nơi đó vẫn sẵn sàng lặn lội đường xa sang tận những tỉnh thành bên cạnh để có thể ra rạp và xem phim Người Nhện. Giữa lúc ai cũng mệt mỏi chán chường vì dịch Covid thì bộ phim này như một luồng gió mới, nó đem đến rất nhiều sự phấn khởi tích cực đến cho mọi người. Chưa cần bàn đến bất cứ khía cạnh gì khác, chưa cần bàn đến nội dung, diễn xuất hay kỹ xảo, chỉ nguyên cái việc nó đem lại sự tích cực đến cho nhiều người đến vậy đã là một điều không dễ gì làm được rồi. Như các bạn đã thấy ở tiêu đề video thì đây là một review có spoil, và mình cũng xin spoil luôn là trong video này mình sẽ chê phim Spider-Man No Way Home ở một số điểm. Nhưng những điểm đó đều là với lông tìm vết thôi. Thực sự đây là một bộ phim rất hay. Lúc mà mình ngồi trong rạp xem phim thì đã không ít lần mình hú lên rồi mình bịt miệng lại bởi vì phim hay quá. Vậy nên những bạn nào còn chưa xem Spider-Man No Way Home và chỗ các bạn rạp chưa mở cửa, các bạn cũng không muốn sang tận tỉnh thành khác để xem, thì mình khuyên là hãy dừng video này của mình lại. Hãy chờ đến khi nào xem được bộ phim này rồi hẵng quay lại đây xem mình sau. Video này sẽ luôn ở đây chờ các bạn. Nhớ quay lại nhá, bởi vì mình cần view lắm. Đầu tiên mình sẽ tóm lược nhanh nội dung bộ phim Spider-Man No Way Home để chúng ta ôn lại một lượt trước khi đi vào phân tích. Bộ phim bắt đầu ngay tại điểm mà phần trước là Far From Home khép lại, tức là danh tính Peter Parker của Người Nhện bị tiết lộ. Đồng thời cậu cũng bị đổ vấy cho tội giết ác nhân Mysterio. Án oan này về sau được gỡ bỏ, nhưng Người Nhện, bạn gái MJ cùng cậu bạn thân Ned đều bị tiếng xấu nên là cả ba người đều không được nhận vào trường đại học họ thích. Peter cảm thấy có lỗi với hai người đó nên là cầu viện bùa chú của Doctor Strange, nhưng mà câu thần chú lại gặp trục trặc khiến cho một loạt kẻ thù của Người Nhện từ các vũ trụ khác, hay đúng hơn là từ các phiên bản Người Nhện trong quá khứ xuất hiện, bao gồm Green Goblin, Doctor Octopus, Sandman, Electro và Lizard. Do được Doctor Strange hỗ trợ nên là Peter kịp thời bắt lại 5 kẻ phản diện này, nhưng mà cậu lại chần chừ không muốn trả họ về vũ trụ cũ bởi vì quay về thì họ vẫn sẽ tiếp tục làm tội phạm và kiểu gì cũng sẽ thiệt mạng. Lòng nhân từ khiến Peter kháng lại lời Doctor Strange và mời cả 5 kẻ phản diện này về nhà mình để tìm cách giúp đỡ họ quay về làm người lương thiện. Cậu bước đầu thành công với Doctor Octopus nhưng lại để 4 kẻ còn lại sống mất, và không may hơn nữa, dì May của cậu đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ đó. Trong lúc Peter chìm trong đau buồn uất hận thì một phép màu đã xảy ra, đó là hai phiên bản Người Nhện ngày xưa đóng bởi Tobey Maguire và Andrew Garfield đã xuất hiện trước mặt và động viên cậu. Đến cuối phim thì cả ba Người Nhện hợp sức lại và đã khuất phục được cả 5 kẻ phản diện. Phải thừa nhận là ngay từ trước khi ra mắt thì Spider-Man No Way Home đã là một bộ phim nhận được rất nhiều sự chú ý vì nhiều lý do cả trong lẫn ngoài phim. Thứ nhất là trong phim này không chỉ có Spider-Man làm nhân vật chính mà còn có sự xuất hiện của một siêu anh hùng nổi tiếng khác trong vũ trụ Marvel, đó là Doctor Strange. Điều này trở thành truyền thống của hãng Marvel rồi, đó là một siêu anh hùng khi làm đến phần phim solo thứ 3 thì thường sẽ có một siêu anh hùng khác làm khách mời trong phần phim đó. Ví dụ như Captain America Civil War thì có Iron Man, còn Thor Ragnarok thì có người khổng lồ xanh Hulk. Và bây giờ thì đến lượt Doctor Strange làm khách mời trong Spider-Man No Way Home. Đó là yếu tố hút fan thứ nhất. Còn yếu tố thứ hai là chỉ vài tháng trước, hai diễn viên chính trong phim là Tom Holland và Zendaya đã bất ngờ công khai hẹn hò. Theo mình thì hai bạn này hẹn hò được một thời gian rồi, bằng chứng là năm 2019, từ 2 năm trước, Tom đã nhiều lần đến phim trường Euphoria, là một bộ phim mà Zendaya đóng vai chính, không liên quan gì đến Marvel cả. Cậu ấy đã nhiều lần đến trường quay phim đó để thăm Zendaya, đấy là từ năm 2019 nhá. I must have come to visit Euphoria at least 30 times this season. Tức là nhiều khả năng hai bạn này đã tìm hiểu nhau từ sớm rồi, nhưng mà hãng Marvel bảo hai bạn ấy ém tin lại, chờ đến khi nào phim gần phát hành thì mới tung ra. Và hiệu quả của điều đó chúng ta đã thấy rất rõ rồi, đó là vụ hẹn hò giữa hai người này được đưa tin rầm rộ khắp nơi và tăng nhiệt cho bộ phim rất là nhiều. Đó, từ trước khi ra mắt thì No Way Home đã được PR rất rầm rộ nhờ hai lý do đó rồi. Thứ nhất là vai khách mời của Doctor Strange, thứ hai là chuyện hẹn hò giữa hai diễn viên chính. Nhưng dù không có hai yếu tố này thì bộ phim vẫn khó lòng thất bại được, bởi vì nó còn một yếu tố hút fan thứ ba rất là mạnh nữa. Yếu tố đó là liên kết giữa phim này và hai phiên bản Người Nhện trong quá khứ đóng bởi Tobey Maguire và Andrew Garfield. Để hiểu rõ hơn giá trị của cái liên kết này thì các bạn hãy cùng mình lật lại quá khứ một chút. Nhân vật truyện tranh Spider-Man lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1962
2 được sáng tạo ra bởi ông hoàng truyện tranh Stan Lee. Chỉ trong một thời gian ngắn, người nhện đã vươn lên trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của hãng Marvel, bên cạnh nhóm X-Men, nhóm Fantastic Four và nhóm Avengers. Yếu tố hút fan lớn nhất của người nhện không phải ở năng lực, không phải ở tạo hình, mà chính ở sự đời thường của nhân vật này. Cậu ta không phải một tỷ phú, cũng không phải một người ngoài hành tinh lạc tới trái đất. Bên dưới cái lớp mặt nạ màu đỏ, Peter Parker vẫn là một công dân bình thường, phải vật lộn với những cái rắc rối rất đời thường như là tiền bạc, gia đình, việc làm. Cũng chính vì yếu tố đời thường đó mà khi được đưa lên màn ảnh rộng vào năm 2002 thì Spider-Man ngay lập tức trở thành một hiện tượng và tự tin cạnh tranh với những thương hiệu siêu anh hùng nghiêm túc khác như là Batman, Superman hay nhóm X-Men. Loạt phim Spider-Man đời đầu này có 3 phần. Phần đầu tiên ra mắt năm 2002, phần thứ 2 năm 2004 và phần thứ 3 năm 2007. Hãng sản xuất bộ 3 này là hãng Columbia, trực thuộc công ty mẹ là hãng Sony. Công ty này đã nắm bản quyền làm phim về người nhện từ năm 1999 do hãng Marvel bán lại. Đây cũng chính là cái loạt phim mà nhiều người trong số chúng ta gọi là Spider-Man tuổi thơ, và nó đã làm nên tên tuổi của diễn viên chính Tobey Maguire. Sau khi ra mắt phần 3 thì series này đi vào đình trệ bởi vì không tìm được kịch bản phù hợp cho phần 4. Trong khi đó thì vũ trụ phim MCU của hãng Disney đối thủ lại vươn lên mạnh mẽ, làm cho hãng Sony ngày càng sốt ruột. Đến năm 2011 thì họ hết chờ đợi nổi và quyết định đập đi xây lại toàn bộ loạt phim và mời một diễn viên khác vào thủ vai người nhện. Phiên bản mới này có tên The Amazing Spider-Man, dịch ra là người nhện siêu đẳng, do nam diễn viên Andrew Garfield sinh năm 1983 thủ vai. Loạt phim này khởi đầu rất thuận lợi vào năm 2012, thu về được tận 800 triệu đô la Mỹ, và hãng Sony cũng nhanh chóng xây dựng cả một kế hoạch để tạo nên một vũ trụ người nhện cạnh tranh với vũ trụ MCU của hãng Disney. Tuy nhiên, đến phần tiếp theo là The Amazing Spider-Man 2 ra mắt năm 2014 thì lại không đạt được thành tích như mong đợi. Nó vừa nhận về đánh giá tiêu cực hơn, vừa thu về ít tiền lãi hơn phần 1. Hãng Sony đang cau mày không vừa ý thì vừa hay hãng Marvel lại ngỏ lời muốn làm phim về Spider-Man, bởi vì Spider-Man vẫn là siêu anh hùng của hãng Marvel mà. Sony chỉ nắm bản quyền làm phim thôi. Còn nhân vật truyện tranh thì Spider-Man vẫn luôn luôn từ trước tới nay là một nhân vật của truyện tranh Marvel. Hãng Sony thích quá chụp lấy cơ hội này luôn, và thế là Andrew Garfield phải chia tay người nhện chỉ sau 2 phần, nhường đất diễn cho phiên bản thứ 3. Phiên bản này do cậu diễn viên 9X Tom Holland thủ vai, và không như 2 phiên bản trước, cậu ta vẫn do Sony nắm bản quyền, nhưng mà lần này được bắc cầu sang xuất hiện bên vũ trụ MCU, đứng cạnh những siêu anh hùng Marvel giống như phiên bản truyện tranh. Đấy, sau phần đào mộ quá khứ vừa rồi thì hy vọng các bạn đã nắm được tại sao Spider-Man lại là nhân vật nổi tiếng, tại sao lại có tới 3 phiên bản Spider-Man, và tại sao cái liên kết với quá khứ trong Spider-Man No Way Home lại được nhiều người yêu thích đến thế. Ngay từ lúc Spider-Man No Way Home bắt đầu quảng bá thì mình đã dành nhiều sự chú ý đến dự án này rồi. Nếu các bạn hay xem video của mình thì hẳn sẽ biết là trong năm nay đây là phim duy nhất mà mình làm reaction trailer, tức là mình xem và review nóng luôn cái trailer của phim này. Mà mình không chỉ react một lần, mình react tận 2 trailer của phim này cơ. Và ngay từ khi xem trailer đầu, mình đã biết chắc chắn phim No Way Home chỉ có thắng lớn, nó không thể thất bại được. Lý do là nó điểm trúng một cái huyệt, đánh trúng vào một cái điểm yếu rất lớn của khán giả, đó là sự hoài niệm, bằng cách mời những nhân vật cũ do các diễn viên cũ thủ vai xuất hiện trong phần này. No Way Home sẽ không chỉ là một bộ phim thông thường nữa, mà nó đã trở thành một tấm vé về tuổi thơ cho những ai từng yêu thích Tobey Maguire và Andrew Garfield ngày xưa. Làm gì có chuyện người Việt Nam đi cả chục cây số từ tỉnh này sang tỉnh khác chỉ để xem một bộ phim siêu anh hùng bình thường, đúng không? Không, họ không đi xem một phim siêu anh hùng bình thường. Họ đi xem để được tái ngộ với những nhân vật mà hồi bé họ ngưỡng mộ, từng tròn mắt theo dõi trên TV. Và No Way Home chắc chắn không phải phim đầu tiên áp dụng cái tuyệt chiêu này. Những năm gần đây các bạn để ý sẽ thấy có rất nhiều phim làm lại những phim nổi tiếng ngày xưa. Tiêu biểu là chính hãng Disney, công ty mẹ của hãng Marvel, gần đây cũng rộ lên trào lưu phục chế làm lại những bộ phim hoạt hình nổi tiếng, hoạt hình kinh điển của họ ngày xưa, biến chúng thành phiên bản live action, tức là phiên bản người đóng. Tiêu biểu là những phim Người Đẹp và Quái Vật, Aladdin hay là Vua Sư Tử. Những bộ phim đó hầu như không có gì là mới, từ tình tiết, trang phục, từng bài hát, từng câu thoại đều giống y hệt phiên bản hoạt hình ngày xưa. Nhưng các bạn biết doanh thu của những phim đó là bao nhiêu không? Toàn từ 1 tỷ đô la trở lên, tức là cực kỳ thành công. Phim không có gì mới, khán giả lúc đi xem có thể nhẩm theo từng câu thoại, hát theo từng bài hát,
Bởi vì hồi bé họ xem nhãn mặt rồi đúng không? Nhưng đó chính là lý do mà họ đi xem. Họ không cần xem một bộ phim mới, họ chỉ cần ôn lại những cái kỷ niệm hồi bé của họ khi xem những bộ phim đó mà thôi. Qua đó các bạn có thể hiểu hoài niệm là vũ khí lớn thế nào với các bộ phim ngày nay đúng không? Thậm chí ngay bây giờ các bạn nhìn ra những bộ phim đang chiếu ngoài rạp ấy, sẽ thấy có bao nhiêu phim mới nào. Ma Trận Hồi Sinh thì phần trước ra mắt cách đây gần 20 năm rồi, bây giờ vẫn cố làm phần mới, vẫn cố mời diễn viên cũ dù chú ấy rất lớn tuổi rồi. Tại sao? Hoài niệm. Doraemon cũng thế, muốn cho khán giả hoài niệm. Thế nên ngay từ lúc mình xem cái trailer đầu tiên và thấy những nhân vật cũ như là Dr. Octopus xuất hiện thì mình đã biết chắc chắn phim này không thể thất bại được, nó chỉ có một con đường là bội thu mà thôi. Nhưng cũng chính vì No Way Home đã nắm chắc thành công từ bước đầu tiên, từ vạch xuất phát rồi, nó đã nắm chắc một cái yếu tố hút fan cực kỳ lớn, đó là yếu tố hoài niệm rồi, nên kỳ vọng của mình đặt ra cho phim này cũng vì thế mà cao hơn bình thường. Mình không chỉ muốn gặp lại những nhân vật cũ, mình còn muốn thấy những nhân vật đó tỏa sáng, có những cảnh phim thật đắt giá, thật sâu sắc cơ. Ngày xưa họ được làm nhân vật chính, bây giờ rút xuống chỉ làm nhân vật phụ thôi, nhưng mình vẫn muốn họ có những cảnh phim phải xứng tầm nhân vật chính, bởi vì mình rất trân trọng những nhân vật đấy. Ok, nhà sản xuất đã nắm thóp được mình khi mời nhện Toby và nhện Andrew xuất hiện rồi, mình đã hú lên khi mà hai anh này xuất hiện lần đầu trên màn ảnh. Nhưng sau khi cái khoảnh khắc đầu tiên ấy qua đi, thì trong đoạn tiếp theo hai nhân vật này có được xử lý tốt không? Mạch truyện của hai anh này có được xây dựng hợp lý, có logic không? Đó là điều mình quan tâm. Yêu cầu của mình đặt ra cho Spider-Man No Way Home là như thế. Và ở khía cạnh đó thì rất tiếc là bộ phim này chưa đạt được kỳ vọng của mình. Đầu tiên, ngay trong cảnh hai anh nhện xuất hiện lần đầu thì mình đã thấy một cơ hội lớn đang bị bỏ qua. Hai anh nhện đời trước này đều là những nhân vật khách mời rất đáng giá. Khoảnh khắc hai anh ấy xuất hiện chắc chắn sẽ là những dấu mốc đáng nhớ của bộ phim đúng không? Nhưng trong No Way Home thì hai anh này lại xuất hiện gần như cùng lúc nhện Toby xuất hiện, chỉ sau nhện Andrew có vài phút thôi, cùng trong cái cảnh nhà bếp đó. Nếu cho mình làm biên kịch thì mình sẽ tách hai anh này ra. Ok, cho nhện Andrew xuất hiện ở trong nhà bếp trước, nhưng nhện Toby thì sẽ xuất hiện trong một hoàn cảnh khác tận lúc sau cơ. Nhện Andrew được Ned và MJ triệu hồi vào phòng bếp và anh ta giúp hai bạn này tìm Peter. Còn Peter thì đang ngồi ủ rũ trên nóc nhà, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình. Và khi cậu ta nhìn lên trên thì thấy nhện Toby đang ngồi ở trên và nhìn xuống mình. Mà không chỉ ngồi bình thường, anh sẽ ngồi cái kiểu kinh điển của người nhện thế này. Các bạn nhớ cái kiểu ngồi đấy không? Đây chính là cái dáng hình kinh điển đã làm nên thương hiệu của nhện Toby gần 20 năm trước. Sau khi nhện Toby an ủi Peter một hồi thì sau đó nhện Andrew mới cùng với MJ và Ned xuất hiện và ba nhện mới gặp nhau. Đấy, tức là nếu tách cảnh hai anh nhện đời trước xuất hiện, mỗi người xuất hiện một cảnh khác nhau, một khoảnh khắc khác nhau, thì bộ phim đã có hai khoảnh khắc đắt giá thay vì chập lại là một. Đây là một điều mà mình cảm thấy biên kịch phim đã hơi hời hợt. Đó là về tuyến nhân vật chính diện, còn ngược lại bên kia chiến tuyến thì tuyến nhân vật phản diện cũng gặp tình trạng tương tự, tức là mạch truyện của họ hơi bị thiếu logic. Spider-Man No Way Home có 5 nhân vật phản diện, tất cả 3 người đến từ phiên bản nhện Toby, gồm có Dr. Octopus, Green Goblin và Sandman. 2 người còn lại đến từ phiên bản Andrew, đó là Electro và Lizard. 5 phản diện trong cùng một phim, đó là một con số rất lớn và yêu cầu nhà sản xuất phải làm một kịch bản thật khéo léo để cả 5 người này đều có thể tỏa sáng một cách đầy đủ nhất. Rất tiếc là biên kịch của No Way Home đã không làm được điều đó. Lúc mà xem phim mình chỉ thấy có Green Goblin và Dr. Octopus là nổi, còn lại 3 người Electro, Lizard và Sandman mình thấy khá là mờ nhạt. Đặc biệt nhân vật Sandman có cách ứng xử rất kỳ lạ. Anh ta ban đầu là người hiền hòa nhất, cũng sẵn sàng đến nhà Spider-Man để nhờ cậu giúp đỡ đúng không? Nhưng không hiểu sao đến đoạn sau, khi mà Electro và Green Goblin phản kháng gây hấn với Spider-Man thì Sandman cũng hùa theo họ và sau đó cũng bỏ đi luôn. Mình tưởng là Sandman đang muốn về nhà với con gái cơ mà. Peter đang muốn giúp đỡ anh ta là một, thứ hai cậu còn nắm giữ chìa khóa để trả anh ta về nhà nữa. Thế thì Sandman phải đi theo Peter chứ, tại sao lại bỏ đi rồi cuối phim lại nhập bọn với những người kia để chống lại cậu? Nhất là nhập bọn với Electro là một người đang không muốn về nhà. Sandman thì muốn về nhà, Electro thì không. Tại sao hai người này lại nhập bọn với nhau? Tức là Spider-Man No Way Home có sẵn một yếu tố cực kỳ hút fan, đó là sự xuất hiện của các nhân vật trong các phiên bản người nhện cũ. Nhưng mà một khi các nhân vật đó xuất hiện rồi thì họ lại xử lý hời hợt thiếu logic, như là trong trường hợp của Sandman, hoặc là họ bỏ lỡ những cái cơ hội để làm nhân vật đó ấn tượng hơn, như là với hai anh nhện.
Điều đó cũng giống như đang nấu ăn xong rồi có một nguyên liệu cực kỳ đắt tiền, cực kỳ mỹ vị như kiểu thịt bò Kobe ấy. Khi nắm trong tay một cái nguyên liệu đầy hứa hẹn như thế thì một đầu bếp có tâm sẽ càng phải cố gắng chế biến hơn nữa, đúng không? Để cái món ăn thành phẩm có thể tận dụng được hết những cái tiềm năng của nguyên liệu đó. Còn nếu người đầu bếp bị lười, quá ỷ lại vào cái nguyên liệu ban đầu đấy mà chế biến một cách qua loa thì món ăn cuối cùng vẫn sẽ ngon đấy, nhưng mà nó sẽ không đủ tầm, không xứng với cái tiềm năng của nguyên liệu ban đầu. Nó sẽ không đạt được cái kỳ vọng tối đa. Thì mình cảm thấy No Way Home cũng là một trường hợp như thế. Họ có một cái nguyên liệu rất tốt, đó là đem nhân vật cũ quay trở lại làm cho khán giả hoài niệm, đúng không? Nhưng mà họ lại không đầu tư đủ cho những nhân vật đó, tức là họ lười. Thành ra lúc rời khỏi phòng chiếu mình vẫn cảm thấy tiếc nuối vì một cơ hội lớn như vậy mà họ lại không khai thác được hết. Một điểm trừ khác mà mình nhặt ra trong No Way Home đó là mâu thuẫn tâm lý của nhân vật chính Spider-Man. Thường trong mỗi bộ phim thì nhân vật chính sẽ có một cái mâu thuẫn tâm lý chủ chốt, và trong suốt chiều dài của bộ phim thì nhân vật này sẽ tìm cách cởi bỏ, tìm cách tháo nút để giải quyết cái mâu thuẫn đó. Ban đầu trong phim thì vướng mắc của Peter Parker là cậu ta không muốn hy sinh, không muốn từ bỏ đời sống riêng tư của mình. Cậu ta muốn cả hai, vừa muốn làm siêu anh hùng, vừa muốn tránh được những cái điều tiếng, những cái rắc rối mà việc làm siêu anh hùng đem lại cho mình và những cái người xung quanh mình. Cậu ta cũng giống như Hannah Montana, muốn best of both worlds, điều tuyệt nhất của hai thế giới. Khi xem phim các bạn sẽ thấy cái tính cầu toàn này thể hiện ở rất nhiều đoạn. Ví dụ như ở đoạn Doctor Strange xóa trí nhớ thì cậu ta liên tục nhớ Doctor Strange là chừa lại người này, chừa lại người kia. Rồi ở đoạn sau khi mà Strange muốn xử đám ác nhân thì Peter lại không chịu và bảo vệ những người đó, bởi vì cậu muốn giúp những người đó trở lại làm người lương thiện. Cậu ta muốn giúp tất cả mọi người, và đôi khi cái sự tham lương thiện đó bị phản tác dụng. Đây là mâu thuẫn chính của nửa đầu bộ phim, và mình thừa nhận đây là một mâu thuẫn rất hay. Cái tính cách bao đồng, điều gì cũng muốn phải được như ý, điều gì cũng muốn vẹn toàn là một khía cạnh rất nổi bật của nhân vật Spider-Man trong mọi phiên bản. Trong phim Spider-Man 2002 của Tobey Maguire có một cảnh nổi tiếng mà mình từng nhắc đến rồi, đó là Green Goblin ép Spider-Man phải lựa chọn cứu một khoang hành khách đầy người trên cáp treo hay là cứu người yêu MJ của mình. Và cuối cùng Spider-Man đã không chọn mà nhất quyết cứu cả hai. Đấy, ngay từ hồi đó đã cầu toàn rồi. Sang phiên bản Tom Holland thì tính cách này vẫn tồn tại, và lần này nó bắt đầu gây rắc rối cho cậu. Nếu bộ phim cứ tiếp tục khai thác theo hướng đó thì mình cảm thấy nó sẽ rất hay. Nhưng không hiểu sao đến giữa phim nhà sản xuất lại quăng vào một mâu thuẫn thứ hai, đó là sự thù hận. Khi dì May thiệt mạng thì Spider-Man bắt đầu sôi sục ý muốn phục thù, ý muốn báo thù Green Goblin. Tức là đến đây một cái mâu thuẫn tâm lý thứ hai bắt đầu hình thành, trong khi cái mâu thuẫn đầu tiên vẫn còn chưa được gỡ bỏ. Chính vì nửa sau phim có hai mâu thuẫn tâm lý song song tồn tại, thứ nhất là tính cầu toàn, tính bao đồng, thứ hai là sự thù ghét, nên là mình cảm thấy cái nửa sau nó không được chặt chẽ, nó không được cô đọng như là nửa đầu nữa. Mà chưa kể việc siêu anh hùng bị lòng thù hận che mờ lý trí, đó không phải là điều gì mới trong vũ trụ Marvel hết. Cái chủ đề đó đã được áp dụng rất nhiều lần rồi, ví dụ như là trong Civil War, sư phụ của Spider-Man là Tony Stark, Iron Man, đã từng mắc phải tình huống đó rồi. Hay là trong series truyền hình gần đây là The Falcon and the Winter Soldier thì anh Captain America đời 2 là anh John Walker cũng mắc phải cái trường hợp đó. Tức là thay vì tập trung vào một cái chủ đề tâm lý rất hay, rất độc của riêng Spider-Man thì No Way Home lại đem vào một cái mâu thuẫn thứ hai. Họ lại xài lại cái mâu thuẫn đó, đó là lòng thù hận, và để nó lấn át cái mâu thuẫn gốc kia. Đây tiếp tục là một dấu hiệu khiến mình đi đến kết luận là biên kịch của Spider-Man No Way Home bị lười. Họ biết là phim có yếu tố hút khách, đó là yếu tố hoài niệm, nên là họ trở nên lười biếng, họ không đầu tư chỉn chu cho phần cốt truyện. Tất nhiên như mình đã nói ở đầu video thì những cái điểm trừ này cũng không lớn lắm, mình cũng chỉ đang vạch lá tìm sâu thôi, bởi vì thực sự mình đặt tiêu chuẩn cho phim này rất cao, nên là dù No Way Home hay ở mọi khía cạnh khác nó đạt đến cái mức 9 trên 10 là một mức rất cao rồi, nhưng mình vẫn hơi thất vọng vì mình kỳ vọng là nó lên mức 10 trên 10 cơ. Nhưng thôi, cái mục đích chính của phim này, cái mục đích quan trọng nhất thì nó đã đạt được rồi. Nó đã cho mình và tất cả khán giả một chuyến đi về tuổi thơ rất là mỹ mãn. Đó là một cái giá trị mà ít phim nào làm được. Hơn nữa, dù đã bước sang phần 3 nhưng mình rất thích, vì người nhận MCU vẫn giữ được cái yếu tố đời thường, cái yếu tố hồn nhiên của cậu ta. Điển hình là trong cảnh Spider-Man cố đuổi theo xe của cô hiệu trưởng trường đại học trên đường cao tốc. Hiếp ơi, cái cảnh đấy mình thích lắm ấy, mình cảm thấy đây là cảnh hay nhất của nhện Tom trong phim này luôn. Người nhện đang từ mặc giáp siêu anh hùng, hùng hổ đu dây, nhưng mà đến khi bắt kịp cái xe đó thì lại thu giáp lại, để lộ ra mình đang mặc một bộ vest, mà không phải vest
chỉnh tề, lại còn vest hơi nhổ nhĩ một chút, tức là đúng kiểu học sinh nhà nghèo luôn. Xong rồi gõ cửa rụt rè xin cô ơi cho em nói chuyện một phút thôi. Cảnh ấy mang đậm tinh thần của Spider-Man trong vũ trụ Marvel, đó là tinh thần của một cậu học sinh cấp 3 vẫn còn rất hồn nhiên. Nó là mình nhớ lại phần đầu, cái phần Homecoming ấy. Lúc mình xem phần đấy mình cũng cực kỳ tâm đắc cái chi tiết Peter mời bạn cùng lớp đi prom. Xong đến cửa prom thì cậu bị ông bố của cô bạn đó giữ lại dằn mặt. Và trong lúc đó cậu phát hiện ra ông ấy chính là kẻ thù Vulture của mình luôn. Đấy là những cái chi tiết mà không thể gặp ở Captain America, không thể gặp ở Iron Man, không thể gặp ở Thor. Chỉ có thể gặp ở cậu người nhện nhà bên, Friendly Neighborhood Spider-Man thôi. Và mình rất mừng khi thấy đến phần 3 mà cái khía cạnh đó vẫn được duy trì như trong cảnh đuổi theo xe của cô hiệu phó. Tới giờ thì đúng như dự đoán, Spider-Man No Way Home đang bội thu ở phòng vé trên khắp thế giới. Thậm chí nhiều người đang dự đoán nó sẽ cán mốc doanh thu 1 tỷ đô la và là phim duy nhất trong năm nay đạt được điều đó. Hơn nữa, Spider-Man còn ra mắt cuối năm nữa nên cái thành tích này càng đáng để hơn. Đánh giá chuyên môn về phim này cũng đang rất tích cực, đặc biệt có một nhân vật phụ tuy chỉ là khách mời nhưng lại gây ấn tượng rất lớn, đó là nhận Andrew. Mình còn đọc phong phanh có tin là sau khi No Way Home ra mắt, hãng Sony quá hài lòng nên đang tìm cách mời Andrew Garfield trở lại vai người nhện trong tương lai. Nếu tin đồn này trở thành sự thực thì quả là không còn gì tuyệt vời hơn, bởi vì hồi xưa khi The Amazing Spider-Man bị dừng sau 2 phần thì Andrew Garfield đã rất là tiếc nuối, bởi vì anh đổ rất nhiều tâm huyết vào vai người nhện. Nhưng mà những nỗ lực của anh lại bị hãng phim phá đám bằng cách là cắt bỏ cảnh quay quan trọng, xong rồi nhảm hóa tình tiết. Story and character were actually not top of the priority list. Ultimately, I signed up to serve the story and to serve this incredible character that I've been dressing as since I was 3. Yeah. And it breaks my heart. Bây giờ vẫn chưa muộn để hãng Sony sửa chữa sai lầm hồi đó, bởi vì Andrew Garfield vẫn còn trẻ và nhiệt huyết. Chúng ta thấy anh tỏa sáng thế nào trong No Way Home rồi đấy. Nhiều cảnh còn lấn át cả nhện Tom luôn. Nếu Andrew Garfield tái xuất với vai người nhện trong tương lai thì mình chắc chắn sẽ ủng hộ và mình tin rằng mình không phải là người duy nhất. Thôi đó, nhìn nhận của mình về phim Spider-Man No Way Home là như thế. Nhìn chung thì việc mời diễn viên cũ quay lại để làm cho khán giả hoài niệm không phải là độc chiêu mà riêng phim này có. Hãng phim đối thủ của Marvel là DC đã từng áp dụng độc chiêu này rất nhiều lần rồi, đặc biệt là ở trong mảng truyền hình. Họ từng mời những diễn viên cũ đóng Superman trở lại, xong rồi cho hai phiên bản The Flash gặp nhau. Thậm chí xét riêng những phim về người nhện thì chúng ta cũng có phim hoạt hình Into the Spider-Verse tụ hội nhiều phiên bản người nhện khác nhau rồi. Nhưng Spider-Man No Way Home vẫn để lại ấn tượng cho mình hơn tất cả những phim đó, đơn giản vì dấu ấn của người nhện trên màn ảnh rộng là điều mà ít nhân vật nào khác sánh được. Những cảnh như là nhện Andrew giúp nhện Toby duỗi lưng, hay là nhện Andrew trầm trồ trước việc nhện Toby có thể bắn tơ nhện một cách tự nhiên, tất cả những cái điều đó đều nhấn mạnh một cái lịch sử cực kỳ phong phú và đa dạng giữa ba đời người nhện trong quá khứ đến hiện tại. Tháng trước lúc react cái trailer cuối cùng của Spider-Man No Way Home, mình đã đặt tên video là bộ phim cứu rỗi năm 2021. Và bây giờ khi thấy người yêu phim ảnh trên khắp cả nước hồ hởi đi xem phim này bất chấp đường xa thì mình cảm thấy cái danh hiệu đó quả là rất xứng đáng. Nếu các bạn có ý kiến gì về video này thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Và nếu các bạn thích video này thì ấn like và ấn nút theo dõi màu đỏ ở đây để đón xem những video mà mình làm trong thời gian tới. Đây có lẽ sẽ là review cuối cùng của mình trong năm 2021, nên là mình xin gửi lời chúc mừng năm mới sớm tới tất cả các bạn. Trong năm 2022 thì Review Sương Sương sẽ tiếp tục nhận xét, tiếp tục bình luận về những bộ phim siêu hot. Trong tháng 1 đã có một bộ phim mà mình chắc chắn phải xem rồi đấy, đấy là phim truyền hình Euphoria, cũng do Zendaya đóng chính luôn. Tức là trong vòng chưa đầy một tháng chúng ta sẽ được gặp cô bạn này 3 lần. Lần thứ nhất là trong Dune, lần thứ hai là trong Spider-Man No Way Home. Và lần thứ ba cũng là tác phẩm nhiều hứa hẹn nhất, chính là Euphoria sẽ ra mắt vào mùng 9 tháng 1 sắp tới. I want to be in Euphoria. Okay, let me talk to some people, HBO. Get him on the phone. Đấy, vừa vào năm mới đã có dấu hiệu tích cực rồi. Rất mong là trong năm 2022 các bạn sẽ tiếp tục để Review Sương Sương đồng hành trong công cuộc xem phim nhá. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Khi gì may không may thiệt mạng. Gì may không may. Mình vừa nhận ra. Oops.